Hello, và chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục solo squad ở cái khu cảng Galgopol này. Cũng khá là đông các thanh niên nhảy vào đây đây. Thì hôm nay thì mình có mượn được một nick của một bạn. Bạn ấy cho mình mượn để mình vào mình test mấy cây súng ấy. Thì cái nick này đợt trước mình cũng làm video rồi. Không phải là đợt trước đâu. Chính ra là cái video này mình cũng làm lâu rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình mới đăng thôi. Hơi lag một tí. Có tiếng chân ở trong này này. Có tiếng chân ở trong này này. Một ông ra đi này. Shotgun trên tay mình mà. Dạo này mình bắn shotgun này. Nó cứ gọi là cứ bị vào tay đấy. Dạo này mình gọi là cũng biết sóc lọ một tí anh em ạ. Nên là cũng hơi căng. Có tiếng súng bên này này. Bên kia thì khá là đông. Nhưng mà mình phải kiếm súng đã. Cái nick của bạn này thì đợt trước mình đã review cho anh em xem rồi. Là cái cây AKM-7C đấy. Hôm nay thì mình... Ô, có ông đang nằm ở đây này. Ủa nằm đây làm gì vậy cha nội? Đây rồi, có AK đây rồi. Sao lại lên đây lại nằm nhở? Có một ông bên dưới nữa. Đang lo do ở đây này. À, đồng đội à? Nào. Mình ở trên này cơ mà. Rồi, clear luôn. Như vậy là hai ông này... À đâu? Ba ông, như vậy là một ông ở trong trong kho hồi nãy với hai ông này là một. Với một con bot, có phải con bot không? Nói chung là cũng không cần biết là bot hay người anh em ạ. Cứ được một mạng là ngon rồi. Đấy, cây AK lại cầm này. Vẫn là cây AK-7C. Nhưng hôm nay thì mình cố gắng xem nào. Mình tìm thử cây M4 đi. Cây M4 băng đấy anh em. Xem là nó có đẹp không. Ska này, đổi qua Ska luôn đi. Cầm luôn. Trong kho này mình thấy có thằng chạy vào này. Đấy, tiếng súng này. Tiếng súng rất nhiều. Có lẽ là trong này cũng khá là đông. Đâu rồi? À, có... Đi đâu vậy anh trai này? Gạt giòn luôn này. Rồi, có một ông chạy từ trên máy bay xuống này. Chạy từ trên máy bay xuống này. Nào, bước vào. Xấy trước á. Bạn lại sai lầm rồi. Sai lầm lớn của bạn đó. Ngon rồi. Tiếng súng vẫn bắn bên kia rất là căng. Đây này, có cây ca, mình nhặt cây ca mình cũng công qua bên đây luôn đi. Công qua luôn anh em ạ. Đây, mấy ông vừa lại bắn nhau ở bên này đây. Bắn cực kỳ là căng đây. Căng thẳng đây. Đâu rồi không biết. À, đây rồi, mình nghe tiếng chân rồi. Ngay sau mấy cái thùng xanh này thôi. Hai tiếng chân luôn. Rồi như vậy là có hai ông. Cũng có thể là á đủ bắn mình luôn này. Căng thế nhở. Làm gì căng thẳng với anh trai. Làm gì căng thẳng với anh trai. Làm gì căng thẳng với anh trai. Gạt luôn này. Rồi một ông ở trên thùng này. Nào bạn nhảy. À nhảy xuống rồi. Nhảy xuống rồi. Đang lây nhuây. Mình còn 12 viên đạn chết mình rồi. Hết đạn rồi anh em ơi. Từ từ đã. Không nhây được, không nhây được. 12 viên này. 12 viên đạn cuối cùng. Cho bạn quả bom này. Ui ơi, ui, ui. Nó kìa. Thôi, ui, anh ơi, anh ơi. Em xin lỗi anh ơi. Nào, anh vào đây. Anh vào đây. Anh vào đây. Ô. Ôi, định mệnh. Nó bị vai trưởng, nó bị Z-Zone nổ chết kìa. Ui. Nhưng mà cũng hên anh em ạ. Cái quả đấy mà nó còn sống là mình chết rồi. Mình hết đạn. Mình còn đúng không viên. Mày thế. Đúng là trời thương anh em ạ. Chứ không là hẹo rồi đấy. May mà quả Z-Zone nổ chuẩn quả đấy không là thôi. Cuộc đời đi vào bế tắc. Tại vì league này thì cũng danh cao rồi. Hình như là cờ round 1 hay sao ấy. Nên là cũng gắt lắm anh em. Không phải dễ dàng đâu. Và nói chung là sau khi mà mình lượn qua được khu cảng thì mình cũng liếm được cây M4 đây rồi. Có xe đi qua. Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây này. Này thì bóng ai đó này. Bóng ai đó này. Ui. Ui. Anh em có thấy cái gì không? Mình thấy nó phải nổ đến khoảng 4-5 lần vào đầu mà không ai nốc. Cuối cùng cũng may ra cũng được một thằng tên nốc này. Mà bốn băng đẹp quá anh em ạ. Anh em nhìn không? Anh em nhìn không? Ui ôi trượt rồi. Từ từ anh ơi, cho em bắn một viên thôi. Ui nó nhảy hết xuống xe rồi. À đủ. Cái gì đây? Nào, như vậy là trên xe kia còn đủ 4 anh em ạ. Bên này có người này. À, nào. Tạch tạch này. Ủa ôi,
xin lỗi. Này thì chạy này, nhảy này, ui rồi thằng này yếu rồi, mình công luôn, thằng này cũng yếu luôn. Rồi mình đồng đội nó ở chỗ cái nhà vệ sinh này, ra đây bạn. À, chuột à, này thì chuột này, anh em thấy cái hiệu ứng của M4 băng không, nó quá là đẹp luôn, cực kỳ là siêu phẩm. Cây M4 băng phải nói là, nói chung là theo như mình đánh giá thì hiệu ứng nó đẹp hơn cây M4 hà, tại vì là M4 băng đấy, anh em thấy không, cái lúc bắn ấy nó lóe sáng luôn, vẫn còn đứng đây ngó này như ok clear rồi. Bọn này như kiểu ngáo nhở, danh cao mà như kiểu ngáo vậy. Bọn này còn toàn Việt Nam chứ, clear nguyên một cái team này nữa rồi, còn một team mà vừa lấy mình sấy lúc đầu nữa thôi. Cố gắng kiếm khoảng tầm hai mấy kill cái trận này là nghe vẻ nó hợp lý đấy. Ca xanh M4 băng xanh luôn. Thì cũng cảm ơn cái bạn mà đã cho mình mượn cái nick này. Đó. Nói chung là cũng không phải là mượn, tại vì là trước bạn ấy cho mình mượn, nhưng mà bây giờ thì bạn ấy đã coi như là bán lại, gọi là bán lại cho mình rồi đấy. Hiện tại thì mình cũng đã treo cái ác này trên shop rồi. Anh em nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ mình nhá. Đấy. Nói chung là trong lúc bắn thì chúng ta tranh thủ quảng cáo shop tí. Hợp lý luôn. Trên shop mình hiện tại là cực kỳ nhiều ác ngon luôn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ lên đi. Toàn ác rẻ thôi. Từ bây giờ thì mình đẩy vào mấy cái thanh niên này đã. Chết zone này. Sờ mốc kìa. À chạy à. Chạy này. Ui. Cũng yếu rồi. Này thì chạy này. Chạy này. Một tên. Hai tên. Ui giời ơi ngon. Mình sấy đúng cái thằng gọi là cơ trưởng. Nổ xe luôn. Vẫn còn một tên này. Ui Zed Zone ở đây nắm thế. Đâu rồi. Nào bạn thò ra. Đây đây. Mình chạy vào khu nhà cho nó có góc backup. Chứ chạy ngoài đồng nó bắn cho phát thì thôi. Thấy mẹ luôn anh em ạ. Làm gì chúng ta cũng phải là cực kỳ là an toàn mới chịu được. Nào bước ra. À dưới cầm xe à. Này thì dưới cầm xe này. Một viên. Này ôi. Ui mình bấm trượt. Mình bấm trượt. Ôi tại sao lại ra ngó à. Ui bạn đen thế. Tự yên đang nảnh lại ra ngó mình. Bây giờ đã bị vào nhà trốn chết rồi. Thôi thôi mình cũng chắc mình đi luôn thôi. Đi tìm người nốt chứ còn có 20 thằng à. Thôi đi luôn nha anh em. Di chuyển luôn đi. Mình chờ xong cái Zed Zone để mình đi luôn. Sau khi mà mình chạy từ cái chỗ mà mình clear mấy cái team ở chỗ cái nhà đấy là khoảng 5 phút. Và mình chỉ chạy xe. Mình không thể nào tìm được người anh em ạ. Anh em có thể nhìn trên màn hình kìa. Là cái vòng bo nó cực kỳ là nhỏ rồi. Mà từ cái lúc mà vòng bo nó còn to đùng đấy. Mình không thể tìm thấy một ai luôn. Có một tên này. Một tên này. Ui. Nó một. Ôi. Có một. À. Bạn nằm đây. Nằm đây với mình này. Rồi. Clear luôn. Như vậy là. Ui. Như vậy là một thằng đứng ở mãi đây. Ui. Thôi anh ơi. Một thằng thì ở xa. Ui. Thôi xong rồi. Khó rồi. Trời ơi đường vào bo xa xôi thế. Thì cái đoạn mà mình chạy xe đấy nó quá là dài nên là mình cắt bớt đi anh em ạ. Chứ để nhiều thế anh em cũng không xem. Tại vì nó không thể. Mình bực đến nỗi mà mình không thể tìm được cơ mà anh em ạ. Từ đã mình fake quả smoke ra đây đã. Nó công xuống mình rồi. À công xuống này. Một tên. Một tên gần rồi. Công xuống với tôi này. Hai tên. À sấy à. Nào bạn bơi xuống. Rồi bên phải mình có một tên kìa. Mình bơm máu xong là bạn chết. Mình bơm máu xong là bạn chết. Lại tiếp tục công xuống này. Lại tiếp tục công xuống này. Ba tên rồi. Gạt luôn tên này đi. Các bạn lại công nhầm người rồi. Các bạn lại công nhầm người rồi. Này thì bò ra để gì bọt này. Các bạn công nhầm người rồi. Này thì chạy này. Rồi mình đẩy lên luôn. Từ từ đã. Tặng cho bạn trái nét này.
thêm cho bạn trái lửa này. Này thì đây là hàng khuyến mại thêm quả nữa này. Đi chết đi. Ui, vòng bò khó thế nhở. Chết mình rồi. Toang rồi. Trên này còn hai thằng. Mình phải công lên bọn này đã. Ui bọn, ui thôi xong rồi. Bị rơi bắn. Thôi. Ui rồi. Ui rồi. Ui thôi xong rồi, chết bò rồi. Thôi toang. Ui. Ma. Đèn quá anh em ạ. À. Ui buồn thật sự. Đậu phộng quá. Chết bo à. Ui cũng top 2 anh em ạ. Ok thì clip mình cũng dừng ở lại ở đây thôi. Anh em thấy hay thì đừng quên để lại một like, một comment nữa nha. Anh em nhớ comment ý kiến của anh em ở phía bên dưới nha. Hẹn anh em những clip tiếp theo.